Tối ngày 13 tháng Giêng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức các ngày lễ lớn thành phố tổ chức chương trình giao lưu biểu diễn và tôn vinh các nghệ sĩ cải lương kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương năm 1918 năm 2018 ở các tỉnh thành thành phố lân cận cùng đông đảo người dân du khách tham quan. Chương trình là một trong những sự kiện nổi bật có ý nghĩa văn hóa quan trọng nằm trong khuôn khổ của các hoạt động kỷ niệm 320 năm hình thành và phát triển Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh. Hiếm có loại hình nghệ thuật truyền thống nào như bộ môn sân khấu cải lương lại được sự đam mê mến mộ của đông đảo người dân trong cả nước, trải dài từ Bắc đến Nam, từ thành thị đến nông thôn. Trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương, được người dân đón nhận và xem đây là món ăn văn hóa tinh thần đặc sắc, gắn bó mật thiết đến tâm tư tình cảm của người dân, phản ánh được khí chất hào sảng lạc quan nghĩa hiệp của người dân Nam Bộ, bày tỏ lòng tri ân to lớn đến các thế hệ nghệ sĩ soạn giả cải lương từ khi hình thành đến nay đã gắn bó cả cuộc đời cống hiến vì sự phát triển nghệ thuật dân tộc. Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc thông qua chương trình là dịp giới thiệu về một hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo, nghĩa tình, chăm lo cho đời sống văn hóa, tinh thần và vật chất của người dân thành phố, đồng thời luôn bảo tồn phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật dân tộc, trong đó bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương là một trong những viên ngọc sáng giá luôn được trân trọng giữ gìn. Tại đêm giao lưu, đông đảo khán giả mộ điệu và du khách đã có dịp thưởng thức các trích đoạn cải lương đặc sắc và lắng nghe tiếng hát của các nghệ sĩ diễn viên cải lương một thời vang bóng. Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của hơn 200 nghệ sĩ cải lương các thế hệ tiêu biểu như nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu, nghệ sĩ Hồng Nga, các nghệ sĩ diễn viên trẻ đoạt giải xuất sắc từ các giải cải lương như Trần Hữu Trang, Chuông Vàng Vọng Cổ. Chương trình kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương không chỉ là dịp ôn lại chặng đường hơn một thế kỷ nhiều thăng trầm với biết bao nghệ sĩ tài hoa đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật cải lương, mà còn là dịp vinh danh tri ân các thế hệ nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp cho nghệ thuật cải lương. Đó là các nghệ sĩ cải lương miền Nam tập kết ra Bắc, nghệ sĩ Đoàn Văn Công giải phóng Trung ương cục, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, các nghệ sĩ, các cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho nghệ thuật sân khấu, điện ảnh. Tôn vinh các tác giả, nhạc sĩ, nhà thiết kế sân khấu, phục trang, kỹ thuật âm thanh ánh sáng, công nhận nhân hậu đài, các đoàn cải lương tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nghệ thuật sân khấu cải lương. Nhiều nhiều nàng ra bờ.
Nhìn vào đôi mắt em đẹp.